tiếp theo chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn, Bảo Lộc xin gửi đến quý vị bài nhận định và phân tích tình vòng quanh địa cầu. Vì sao Tổng thống Obama đã giảm quân tại A Phú Hãng? Từ Tòa Bạch Ốc tối 22 tháng 6, Tổng thống Barack Obama đã phát đi thông điệp rút 10.000 quân trong tháng 7 và 23.000 vào mùa hè 2012, gấp đôi so với đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Tổng tư lệnh lực lượng quốc tế tại A Phú Hãng, tướng David Petraeus. Tổng thống Obama cũng đưa ra lịch trình rút hết quân vào năm 2014 và chuyển giao trách nhiệm cho người A Phú Hãng với lý do đã giết hết phân nửa ban lãnh đạo Al-Qaeda mà không đặt điều kiện tiến bộ về dân chủ và nhân quyền. Ngoại trưởng Hillary Clinton, Đô đốc Mike Mullen cũng như Bộ trưởng Gates và tướng Petraeus đều miễn cưỡng đồng ý kế hoạch của Obama, nên Chủ tịch Hạ viện John A. Boehner hy vọng là Tổng thống Obama sẽ tiếp tục lắng nghe các tư lệnh chiến trường. Chỉ có 34.000 lính Mỹ tại A Phú Hãng khi Obama mới nhậm chức, đã nâng tới 100.000 vào năm 2011. Năm 2008, Obama chỉ trích thậm tệ chiến tranh Iraq và tuyên bố cuộc chiến A Phú Hãng đáng đánh và cần thắng nên tung thêm hơn 50.000 quân vào chiến trường. Bản thăm dò của PEW hôm 22 tháng 6 ghi nhận 56% người Mỹ muốn rút quân ra khỏi A Phú Hãng, chứng tỏ sự thất bại về chiến lược. Tổng thống Obama đã tăng đột ngột vào chiến trường A Phú Hãng 30.000 quân, nhưng không làm cho chiến binh Taliban tộc trưởng quay súng chống lại Taliban như 100.000 tay súng Sunni, kể cả cấp chỉ huy đã làm vào năm 2007. Chỉ có một số ít chiến quân Taliban là xin gia nhập vào lực lượng an ninh để làm nội tuyến, nên không làm thay đổi cán cân trên chiến trường A Phú Hãng. Quân Taliban đã có thể tấn công bất cứ vị trí quân sự hoặc cơ quan chính quyền nào, nên phân tích gia quân sự Jeffrey Dressler thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Hoa Thịnh Đốn cho biết, điều kiện chiến trường không đủ để rút quân bất cứ kiểu nào, vì miền Đông còn lắm việc phải làm, miền Nam chưa thoát khỏi cảnh nguy khốn. Chính quyền Hamid Karzai đã quá yếu và nổi tiếng tham nhũng, khiến cho giới phân tích quốc tế nghi ngờ A Phú Hãng có thể rơi vào tình trạng vô chính phủ như Somalia. Thông điệp của Tổng thống nêu lên lý do rút quân, đây là lúc tập trung vào việc xây dựng lại quê nhà. Chiến tranh A Phú Hãng tốn 10 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng, làm tăng thêm khối nợ công đã trên 14 tỷ Mỹ Kim. Hôm 22 tháng 6, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Ben Bernanke đã mô tả nền kinh tế Mỹ vẫn eo uột do thất nghiệp ở mức 9.1%, tốc độ phát triển 2.7% đến 2.9% trong năm 2011, thấp hơn dự đoán. Đồng thời, Văn phòng Ngân sách Quốc hội tô thêm một nét u ám với lời tiên đoán nợ công sẽ hơn GDP vào năm 2021 và bằng 190% GDP vào 2035. Nợ công còn nguy hiểm hơn Al-Qaeda vì sẽ làm cho Hoa Kỳ phá sản, nhưng phe Dân Chủ tại Quốc hội chưa công bố kế hoạch cắt giảm. Do đó, cuộc thảo luận lưỡng đảng khó đem lại kết quả. Tổng thống Obama mới đề ra các nét tổng quát trong một bài diễn văn mà cũng chưa có kế hoạch chi tiết, như dự thảo của dân biểu Paul Ryan thuộc Đảng Cộng Hòa đã công bố. Obama muốn dân chúng đã tin vào thiện chí cắt giảm nợ công vì việc giảm quân ở A Phú Hãng sẽ tiết kiệm hơn được 7 tỷ Mỹ Kim cho ngân sách 2012. Thực sự, chi tiêu cho bảo hiểm sức khỏe chiếm tới 80% nợ công mà phe Dân Chủ từ chối sờ tới Obamacare. Nhằm bảo đảm cho việc tái cử năm 2012, Tổng thống Obama đã bổ nhiệm đương kim Giám đốc CIA Leon Panetta làm Bộ trưởng Quốc phòng để duy trì tốc độ rút quân theo yêu cầu chính trị. Đồng thời, cũng bổ nhiệm tướng Petraeus làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương để tiếp tục phát huy kế hoạch truy sát lãnh tụ Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố toàn cầu. Biết Mỹ rút chạy nên Liên minh Hy vọng và Thay đổi ở phía Bắc đã chia tay với chính quyền Karzai và tìm đồng minh từ các tộc trưởng chống Taliban ở miền Nam nhằm tránh nội chiến như từng xảy ra khi Liên Xô rút quân vào năm 1989.
Mong rằng những ngày sắp đến sẽ mang lại cho quý vị nhiều may mắn và an lành. Bảo Lộc xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.